Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với video của Giá Xe Kia. Mình là Lệ, hiện tại mình đang công tác tại Kia Bình Triệu. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị mẫu xe Kia Ceona 2020 bên mình. Trước mắt quý vị đây là hai phiên bản Kia Ceona máy dầu. Bên tay phải của mình là chiếc Kia Ceona máy dầu, bản Deluxe là bản tiêu chuẩn nha quý vị, là màu trắng ạ. Còn bản màu đỏ này là bản Luxury, là bản máy dầu bản full ạ. Thì hai chiếc xe này có giá niêm yết trên thị trường lần lượt là như sau: bản Deluxe thì giá của nó là 1.099.000.000 ạ. Và bản máy dầu bản full thì là 1.209.000.000. Thì trong tháng 6 và đầu tháng 7 này thì Taco đang có chương trình là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với dòng xe máy dầu bản Deluxe này. Thì nếu mà cộng cho chương trình ưu đãi 50% phí trước bạ của chính phủ và 50% chương trình bán hàng của Taco nữa, thì đối với phiên bản tiêu chuẩn này thì nó chỉ lăn bánh chỉ rơi vào khoảng là 1.120.000.000 thôi nha quý vị. Còn đối với phiên bản full option á, thì sau khi mà trừ ưu đãi về thuế và chương trình bán hàng của showroom nữa thì nó chỉ còn là 1.240.000.000 thôi ạ. Đây là cái mức chương trình giảm giá kỷ lục của Taco từ khi mà dòng xe này ra mắt cho tới nay ạ. Nên đây là một cơ hội rất là lớn để cho quý khách có thể lựa chọn được cái dòng xe nó phù hợp với lại nhu cầu và mục đích sử dụng của mình ạ. Thì về tổng thể đối với hai xe thì nó option thì nó sẽ chênh lệch về cái hệ thống an toàn bên trong, chứ còn về nội thất ngoại thất thì hầu như nó giống nhau. Về kích thước tổng thể hay là động cơ khung gầm thì nó dùng chung hết nha quý vị. Thì em sẽ so sánh về hai phiên bản này cho quý vị xem thử mình có đáng với số tiền quý vị bỏ ra hay không. Về cái thủ tục trả góp đối với dòng xe này ấy, thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình chỉ cần chuẩn bị giúp em chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Còn về hồ sơ tài chính ấy, thì chuẩn bị giúp em này hợp đồng lao động và bản sao kê lương 6 tháng gần nhất. Nếu mà mình kinh doanh tự do buôn bán tạp hóa thì bên em vẫn hỗ trợ làm được nha quý vị. Thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại này 0903567634 thì em sẽ báo chính xác về chi phí lăn bánh cũng như là chương trình ưu đãi cụ thể cho quý vị xem để mình biết ạ. Rồi ok, đó là về cái chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trong tháng 6 và tháng 7 ạ. Thì em báo thì chương trình ưu đãi thì tại thời điểm hiện tại thôi nha quý vị. Nếu mà khi mà chương trình giảm giá 50% của chính phủ được áp dụng thì có khả năng thì nhà máy sẽ cắt cái chương trình ưu đãi, sẽ giảm bớt cái chương trình ưu đãi đi ạ. Thì không phải là riêng gì Kia đâu ạ, thì hầu như một số hãng xe khác thì người ta cũng đã rục rịch rồi. Nếu mà chính sách lệ phí trước bạ được giảm 50% thì họ sẽ thay đổi về cái chính sách bán hàng. Về giá xe thì vẫn như vậy thôi, nhưng mà chính sách bán hàng nó sẽ có sự thay đổi ạ. Nếu mà quý vị đã có nhu cầu mua xe, đã có sự tính toán thì quý vị cứ đặt cọc trước cho bên em 10 triệu, 20 triệu gì đó thì bên em sẽ giữ lại cái chương trình ưu đãi cho quý vị. Trong trường hợp nếu mà chương trình ưu đãi tăng thêm cho quý vị thì mình sẽ được ký lại hợp đồng để lấy cái chương trình tốt hơn. Còn nếu mà chương trình ưu đãi bị cắt đi á thì mình sẽ vẫn được giữ chương trình cũ như hiện tại luôn nha quý vị. Nên quý vị cứ yên tâm ạ. Rồi em sẽ đi sâu vào chi tiết của từng chiếc xe. Đối với phiên bản Deluxe thì về cái đèn pha của xe thì nó là đèn halogen projector, tức là nó sẽ cho là ánh sáng vàng ạ. Còn đối với bản Luxury á thì nó sẽ là đèn pha của nó là full LED ạ. Thì cả đèn cốt, đèn pha đều đèn LED hết thì nó sẽ cho ánh sáng trắng và cường độ chiếu sáng nó sẽ tốt hơn so với lại chiếc Deluxe ạ. Và cả hai xe thì đều có đèn LED định vị ban ngày hết này. Rồi đèn cản của nó thì cũng là đèn full LED cả hai phiên bản nha quý vị. Nó có viền mạ chrome, nó tạo ra một cái hốc tạo chiếc xe mình nó cứng cáp và nó hầm hố hơn. Rồi ở phần đầu xe thì cả hai phiên bản đều trang bị cho quý vị là cảm biến ở phía trước, giúp cho mình dễ dàng di chuyển trong chỗ phạm vi chật hẹp. Nó cảnh báo cho mình biết bằng cái tiếng bíp bíp khi có vật cản ở phía trước là mình không thể quan sát được. Rồi động cơ của hai xe đều sử dụng là động cơ 2.2 DAT, xài turbo tăng áp và công suất phát ra của nó là 197 mã lực. Đi đôi với hộp số tự động 8 cấp, khả năng sang số và vận hành rất là mạnh mẽ và đặc biệt nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và một điều đặc biệt hơn đối với dòng xe Kia thì là
chính sách bảo hành của nó lên đến 3 năm không giới hạn km. Thì đó là một lợi thế khi quý vị sử dụng dòng xe Kia. Ở một số hãng xe khác nó chỉ cho bảo hành cho mình là 1 năm hoặc em xin lỗi là 3 năm hoặc là 100.000 cây ạ. Nếu mà phuộc phiết xì xẹp gì á trong 3 năm thì đối với dòng xe Kia này nó sẽ được thay thế miễn phí ở tất cả các Kia trên toàn quốc nếu mà do lỗi của nhà sản xuất hay là lỗi của sản phẩm ạ. Còn đối với hãng xe khác thì sale 100.000 cây á thì quý vị sẽ không được bảo hành đâu nhé. Đó, đó là một lợi thế khi quý vị sử dụng xe Kia. Rồi. Về cái phần mâm xe thì cả hai phiên bản đều sử dụng là mâm đúc hộp kim này, có hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối luật phanh điện tử ở cả bốn bánh để giúp mình tăng cái hiệu quả phanh và đạt cái hiệu quả phanh là tốt nhất. Tất cả bốn phanh đều sử dụng phanh đĩa, vỏ thì vỏ Continental của Đức nha quý vị. Nên quý vị cứ yên tâm ạ. Rồi, gương chiếu hậu thì gập điện chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe. Đối với phiên bản Luxury á, thì nó sẽ có thêm cái hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương để cảnh báo cho người dùng biết là có xe rơi vào cái điểm mù mà mình không thể quan sát được để cho lái xe một cách an toàn nhất nha quý vị. Còn phiên bản Luxury thì phiên bản Deluxe thì hiện tại là chưa được trang bị á. Và khi mà phiên bản Luxury á, thì quý vị khi mà lùi xe vào chỗ đậu á thì nó sẽ tự động nó cụp gương xuống á, để cho mình dễ dàng quan sát ở phía sau. Còn bản tiêu chuẩn thì hiện tại là chưa. Với cả hai phiên bản thì đều được trang bị cho quý vị là viền mạ chrome ở trên xe này. Đó. Rồi em sẽ qua về cái phần đuôi xe cho quý vị xem nhé. Rồi, đối với phần đuôi xe của hai phiên bản Kia Ceona thì đèn hậu cụm đèn hậu phía sau là đèn LED hết nha quý vị. Nó tạo ra một cái điểm nhấn khi mà mình nhìn từ xa thì mình có thể biết được đây là phiên bản của Kia Ceona. Nó có một cái điều rất là đặc trưng. Ở phía sau thì còn được trang bị cho quý vị là ốp cản thể thao này, bốn cảm biến da và tích hợp thêm camera da ôm theo góc đánh lái nữa, giúp cho mình dễ dàng lùi và đổ xe vào chỗ đậu một cách an toàn nhất. Trên cốp thì còn có thêm viền mạ chrome để tạo chiếc xe mình nó có điểm nhắm. Và một sự khác biệt ở phía sau cho chiếc xe Kia Ceona bản Deluxe và bản Luxury thì là cốp ở phía sau thì bản Deluxe nó là mở cơ, còn phiên bản Luxury này thì nó sẽ điều chỉnh điện nha quý vị. Chỉ cần nhấn nhẹ vào cảm biến thì tự động nó sẽ mở cốp mình lên Đó, thì nếu mà mình muốn đóng cốp thì chỉ cần nhấn lại nút này thì tự động nó đóng xuống. Còn cái phiên bản Deluxe thì nó sẽ trợ lực thủy lực nha quý vị. Rồi, ở phía sau xe thì bên em còn trang bị cho quý vị là thảm chăn này. Rồi kho hành lý của xe thì rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Và hàng ghế thứ ba mình có thể gập sát xuống ở phía dưới luôn rất là tiện lợi luôn nha quý vị. Cửa của xe thì mình sẽ có nhiều cách để đóng mở mình có thể dùng cái nút đóng khóa cửa bằng một lần chạm trên này chỉ cần nhấn nhẹ vô thì cửa tự động nó sẽ mở ra. Và cửa này thì có chống kẹt luôn nha quý vị, nên quý vị cứ yên tâm Ở mỗi hàng ghế thì sẽ có cửa gió ở trên đầu này quý vị xem nhé. Nên tốc độ làm lệnh của Kia thì quý vị cứ yên tâm, xe này khi mình di chuyển trên đường xa thì nó rất là thoải mái Hàng ghế thứ hai thì có luồn xuống hàng ghế thứ ba, mình không cần phải gập ghế Và cái hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có cái độ ngã khoảng 120 độ phù hợp với tư thế của người ngồi mình di chuyển trên những đường xa, đặc biệt là các sếp mình đi công tác ở những tỉnh xa rất là tiện lợi luôn Rồi. Đây là khoảng không gian, đây là khoảng không gian của hàng ghế đầu tiên, quý vị thấy nha, nó rất là rộng rãi, rất là thoải mái luôn. Đối với phiên bản Deluxe thì hiện tại nó sẽ điều hòa của nó sẽ là điều hòa cơ nha quý vị, nó không thể chọn được nhiệt độ, mình chỉ cần cài đặt nhiệt độ đó thì cứ thế cửa gió nó đúng nhiệt độ đó nó thổi ra thôi, nó không thể tự động ngắt được đâu như là cái điều hòa tự động Vô lăng cả hai xe thì đều sử dụng là bọc da ốp gỗ nhìn rất là sang trọng và tích hợp những cái nút điều khiển âm thanh như là chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay này. Rồi hệ thống ga tự động cruise control
đầy đủ hết. Và đối với phiên bản luxury thì nó sẽ có thêm cửa sổ trời cho quý vị này, hai cửa sổ trời nhé, đó, hai cửa sổ trời. Và phiên bản deluxe thì nó sẽ không có cửa sổ trời nha quý vị. Ở cả hai phiên bản thì tắp bi cửa thì được bọc da ốp gỗ nhìn rất là sang trọng, và cả bốn kính cửa đều xuống kính lên kính bằng một lần chạm và chống kẹt hết nha quý vị. Đối với phiên bản luxury thì nó sẽ có thêm vị trí nhớ ghế, ghế tài chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng. Còn đối với phiên bản deluxe thì nó chưa được trang bị ghế phụ thì vẫn là chỉnh cơ, chưa được chỉnh điện nha quý vị. Chỉ có ghế tài mới là chỉnh điện thôi à. Và nó sẽ không có cái nhớ ghế vị trí như là bản luxury à. Đây, đây là vô lăng của nó à, rất là cầm, rất là êm ái, rất là mượt mà. Rồi, đây quý vị xem, đây là cái đồng hồ tốc lô, đây là màn hiển thị đa thông tin để thể hiện những thông số cần thiết cho xe, tốc độ vòng tua máy, tốc độ động cơ rất là ok. Cái vị trí nhớ ghế này nó rất là dùng rất là đơn giản thôi, quý vị chỉ cần điều chỉnh phù hợp với tư thế của mình, nhấn chữ set hai lần và nhấn số 1 sẽ là người lái thứ nhất, người lái thứ hai làm tương tự nha quý vị. Khởi động start stop bằng một lần nhấn. Màn hình thì EVN, có kết nối Bluetooth, có bản đồ navigation. Thì nếu mà quý vị không biết cái địa điểm đường đi đến cái chỗ mình cần đến, chỉ cần nhập địa chỉ lên trên này thì tự động nó sẽ hướng dẫn cái đoạn đường cho mình đi, và cái đoạn đường đó chạy ở tốc độ bao nhiêu thì nó sẽ cảnh báo cho mình biết hết ha. Rồi, đây là điều hòa của xe. Thì điều hòa như nãy mình đã nói thì con này thì điều hòa tự động 3 vùng độc lập, điều chỉnh nhiệt độ bên cái tài không ảnh hưởng tới nhiệt độ bên ghế phụ, và ở đằng sau cũng không có ảnh hưởng à. Đối với cái phiên bản thì lớn thì nó chỉ là điều hòa cơ thôi nha quý vị. Rồi, nó sẽ bản luxury thì nó sẽ có thêm cái sạc không dây cho mình, rất là tiện lợi khi mà mình đi xa, đi công tác xa. Đó, có USB này, iOS, và đây là bố trí của vị trí cần số. Được có những cái chỗ để ly tách này, đây là chìa khóa của xe này. Trên chìa khóa này mình có thể mở hết tất cả các cửa, bao gồm cả cửa cốp luôn nha quý vị. Đó, rất là tiện lợi, chỉ cần nhấn giữ 3 giây thì tất cả các cửa đều mở. Rồi, xe còn được trang bị cho quý vị là gương chiếu hậu chống chói. Nó có gương này thì khi ở phía sơ pha vào á, thì nó chịu động làm mờ ánh sáng. Còn đây là bản deluxe thì nó sẽ chưa có, còn là bản luxury như thế này thì có rồi nha quý vị. Đây, đây là cái cụm công tắc điều khiển trung tâm mà tài xế có thể điều khiển hết tất cả các cửa, để cả cửa sổ trời mình có thể mở được hết nha quý vị. Rất là tiện lợi. Con này thì nó sẽ có cân bằng điện tử nè, có phanh tay điện tử, auto hold, hộp số thì tự động 8 cấp. Nó sang số rất là mạnh và có chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Thì con này nếu mà quý vị đi trong thành phố nó chỉ rơi vào khoảng 10 lít, còn nếu mà chạy đường trường nó chỉ còn 7 lít thôi. Vì máy dầu nên nó cực kỳ tiết kiệm. Và đèn pha thì tự động bật tắt theo ánh sáng. Rất là tiện lợi. 6 túi khí. Rồi em sẽ cho quý vị xem về cái nội thất của chiếc xe deluxe, xem có cái khác biệt như thế nào nhé. Đây là nội thất của chiếc deluxe, thì quý vị cứ yên tâm nhé. Về chung thì nó sẽ không khác nhiều so với lại là bản luxury, ghế vẫn là ghế chỉnh điện, thì nó sẽ không có nhớ ghế hai vị trí ở trên này thôi. Nó vẫn có cân bằng điện tử cho mình này, và vô lăng thì vẫn được bọc da ốp gỗ nhìn rất là sang trọng luôn. Điều hòa của nó như nãy em đã báo thì con này là điều hòa cơ, nó có số cái gì, điều hòa chỉnh cơ, nó không thông báo nhiệt độ cho mình biết đâu ạ. Và gương chiếu hậu thì không phải là gương chiếu hậu chống chói, nó vẫn khởi động start stop bằng một lần nhấn nha quý vị. Đó là một số cái điểm khác biệt đối với chiếc Kia máy dầu bản deluxe, bản tiêu chuẩn, và bản luxury, bản full nè. Nếu quý vị mà không rõ thắc mắc về cái thủ tục trả góp hay là về những cái tính năng trên xe thì cứ vui lòng kết bạn Zalo hoặc Facebook với em, thì em sẽ đáp hết mọi thắc mắc của quý vị nhé. Nếu quý vị ở tỉnh thì chi phí lăn bánh nó sẽ khác thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em, thì tùy tỉnh. Có tỉnh thì cái lệ phí trước bạ nó cao hơn, có tỉnh thì lệ phí trước bạ nó thấp đó, nên là quý vị cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé. Thì giá trên là giá em tạm tính chứ phải là giá lăn bánh cuối cùng, thì quý vị cứ muốn biết rõ như thế nào thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em hoặc là kết bạn Zalo Facebook, thì em sẽ gửi cái báo giá cụ thể cho mình ạ. Số điện thoại của em là 0903567634. Em tên Lệ ạ. Thì nếu mà quý vị
muốn xem chi tiết rõ hơn từng phiên bản thì cứ lên trên YouTube gõ số điện thoại của em vào thì nó sẽ hiện lên những cái review chi tiết về chiếc xe ha, để cho mình tham khảo ạ. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Hẹn quý vị gặp lại ở showroom. Nếu quý vị muốn lái thử hoặc là xem xe thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em.